Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long, thứ hai ngày 25 tháng 12. Chương trình có những nội dung chính sau. Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8. Tiếp tục các hoạt động ngày hội du lịch tỉnh Vĩnh Long. Kết nối tuyến dân cư ấp Thành Tân với xã Tân Thành. Sáng nay tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị lần thứ 8 nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội năm 2023, xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị. Đến dự hội nghị còn có các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Đại tướng Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2023, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy chỉ huy các cấp đã chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Kịp thời chỉ đạo nghiên cứu, điều chỉnh nội dung huấn luyện, đào tạo, phương án tác chiến, công tác bảo đảm gắn với xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần trong quân đội, luôn giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân và khu vực phòng thủ vững chắc. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt 3 đột phá và nhiệm vụ giải pháp, 5 điều chỉnh tổ chức lực lượng, lãnh đạo chỉ đạo bảo đảm tốt hậu cần kỹ thuật cho các nhiệm vụ, triển khai hiệu quả các nghị quyết, chương trình, đề án về công nghiệp quốc phòng. Nhiều chủ trương giải pháp lãnh đạo chỉ đạo xây dựng Đảng bộ quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Quân đội vững mạnh về chính trị, tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng. Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quân, học tập tác phẩm, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Và cuốn sách Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước, công bố các luật được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 6. Theo đó, các luật bao gồm luật căn cước, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, luật viễn thông, luật tài nguyên nước, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản. Trong đó đáng chú ý, đối tượng áp dụng luật căn cước năm 2023 được mở rộng hơn so với luật căn cước công dân năm 2014, áp dụng đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam. Quy định mở rộng tích hợp nhiều thông tin khác của công dân và người gốc Việt Nam trong các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước so với luật căn cước công dân năm 2014. Luật căn cước năm 2023 quy định mỗi công dân Việt Nam được cấp một căn cước điện tử có giá trị tương đương như thẻ căn cước sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và các giao dịch, hoạt động khác theo nhu cầu của công dân. Luật có 7 chương, 46 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Việc xây dựng luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở năm 2023 nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của từng tổ chức cơ sở, giảm chi ngân sách nhà nước, cụ thể hóa và tạo cơ sở pháp lý để bảo đảm thi hành quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới. Chiều nay, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2023, đánh giá kết quả công tác đến giữa nhiệm kỳ, định hướng nhiệm vụ công tác tư pháp đến hết nhiệm kỳ và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2024.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự và chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long đến dự có ông Đặng Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Lê Thị Thúy Kiều, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Báo cáo tại hội nghị cho biết năm 2023, Bộ Tư pháp đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong các lĩnh vực quản lý của ngành tư pháp, đồng thời bám sát mục tiêu chương trình phát triển kinh tế xã hội năm 2023 các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và của từng địa phương. Kết quả, công tác năm 2023 trên hầu hết các lĩnh vực của Bộ ngành tư pháp đều tăng so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó có một số lĩnh vực công tác đạt kết quả nổi bật như công tác xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật, công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện kịp thời với khối lượng công việc lớn, góp phần đảm bảo tính thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi của hệ thống pháp luật. Công tác truyền thông phổ biến về chính sách pháp luật, hòa giải ở cơ sở được tổ chức thực hiện hiệu quả. Công tác thi hành án dân sự kết quả cao nhất từ trước đến nay. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã biểu dương những đóng góp rất lớn của ngành tư pháp, đồng thời chia sẻ với những khó khăn thách thức của ngành phải đối mặt. Nhận định tình hình năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị ngành tư pháp phải cố gắng nhiều hơn nữa để có giải pháp tốt nhất thực hiện nhiệm vụ đã đề ra. Tham mưu cho Chính phủ xây dựng và hoàn thiện thể chế, tăng cường giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, dễ hiểu, dễ làm, dễ đi vào cuộc sống, tập trung làm tốt chương trình xây dựng pháp luật năm 2025, nâng cao chất lượng công tác thi hành pháp luật, làm tốt công tác xây dựng ngành tư pháp ngay từ cơ sở. Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, hợp tác, phát triển bước vào ngày làm việc thứ nhất. Các đại biểu tập trung thảo luận và đưa ra nhiều chỉ tiêu cụ thể, mục tiêu chiến lược quan trọng của giai cấp nông dân Việt Nam trong 5 năm tới. Trong ngày làm việc thứ nhất, buổi sáng đại hội sẽ tiến hành bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký đại hội, bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu, thảo luận và thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội, thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 7, tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và dự thảo điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Thông báo thành lập các trung tâm thảo luận và hướng dẫn thảo luận. Buổi chiều các đại biểu thảo luận tại 10 trung tâm thảo luận ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Báo cáo kiểm điểm trước đại hội kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023 cho biết trong nhiệm kỳ khóa 7, Hội Nông dân Việt Nam đã chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước về công tác hội, phối hợp với các bộ ban ngành trung ương, các doanh nghiệp và các cơ quan nghiên cứu khoa học và địa phương để tranh thủ và huy động các nguồn lực hỗ trợ nông dân và thực hiện các phong trào thi đua đạt kết quả cao. Thưa quý vị, sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long tổ chức trao quyết định điều động bổ nhiệm cán bộ năm 2023. Đại tá Trần Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến dự và chỉ đạo. Thưa quý quyền của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao quyết định điều động bổ nhiệm cán bộ cho 10 đồng chí và một quyết định thuộc thẩm quyền của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Phát biểu tại buổi trao quyết định, Đại tá Trần Minh Trang, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ghi nhận và đánh giá cao các đồng chí được trao quyết định điều động bổ nhiệm lần này, đồng thời yêu cầu trên cương vị chức trách nhiệm vụ mới cần xác định tốt tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nâng cao năng lực công tác, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, xây dựng tình đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh. Công tác điều động bổ nhiệm cán bộ là nhiệm vụ thường xuyên, khâu quan trọng trong tiến trình công tác cán bộ nhằm sắp xếp, điều chỉnh, ổn định về mặt tổ chức, biên chế, phát huy năng lực, kinh nghiệm, sở trường công tác của đội ngũ cán bộ trong lực lượng vũ trang tỉnh, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tam Bình khóa 11 tổ chức hội nghị lần thứ 15, tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đến dự có bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Năm 2023, huyện Tân Bình đã tập trung chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 18 trên 18 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó nổi bật là tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt trên 107%, thu ngân sách nhà nước đạt trên 132%, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 131% so với chỉ tiêu nghị quyết, giá trị sản xuất nông nghiệp thủy sản tăng 1,53% so với cùng kỳ. Huyện có 16 trên 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong thời gian tới, huyện Tam Bình tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch quản lý vùng sản xuất kinh tế địa phương, củng cố và nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng hoạt động của các ngành, đoàn thể. Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, trưởng ban nhân dân tỉnh ủy đánh giá cao kết quả mà huyện Tam Bình đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời lưu ý trong thời gian tới, huyện Tam Bình cần tập trung sản xuất nông nghiệp, kêu gọi đầu tư, phát triển du lịch, đẩy mạnh thực hiện công tác an sinh xã hội. Sáng nay, Hội Người Cao Tuổi tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai công tác năm 2024. Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban công tác người cao tuổi tỉnh Vĩnh Long tham dự hội nghị và phát biểu chỉ đạo. Năm 2023, các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh thực hiện đạt và vượt kế hoạch 9 trên 9 chỉ tiêu đề ra, trong đó luôn quan tâm chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Toàn tỉnh hiện có 74,81% người cao tuổi có sổ theo dõi sức khỏe, 95,6% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế. Các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau được vận động thành lập, củng cố, tạo điều kiện hỗ trợ cho người cao tuổi, đặc biệt là người cao tuổi khó khăn, neo đơn. Trong năm, các cấp hội đã vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, cất mới và sửa chữa 115 căn nhà tình thương cho hộ gia đình người cao tuổi nghèo, khó khăn về nhà ở, với tổng trị giá 5 tỷ 240 triệu đồng. Trao tặng trên 40.700 phần quà cho các cụ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ Tết trị giá trên 13 tỷ 600 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp hội còn tạo điều kiện thuận lợi cho người cao tuổi phát huy vai trò cây cao, bóng cả, tiếp tục tham gia đóng góp tâm, sức và tài trí vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, hai tập thể, hai cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam đã có thành tích xuất sắc toàn diện trong phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao gương sáng và công tác hội năm 2023. Thưa quý vị, sau khi tổ chức lễ khánh thành vào hôm qua, thì sáng nay, cầu Mỹ Thuận 2 bắc qua sông Tiền, nối hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long và cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đã chính thức thông xe. Mặc dù có trễ hơn dự kiến thay vì 7 giờ, nhưng đến hơn 9 giờ sáng nay, cả hai đầu cầu Mỹ Thuận 2 xe đã được lưu thông. Ghi nhận trong sáng nay, trên cầu Mỹ Thuận 2 hướng từ Tiền Giang sang Vĩnh Long, lượng xe ở mức trung bình, các xe lưu thông dễ dàng và hầu hết sau khi qua cầu thì tiếp tục đi vào cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Ở chiều ngược lại, từ Vĩnh Long sang hướng Tiền Giang, lượng xe lưu thông ít hơn. Như vậy, dự án đầu tư xây dựng công trình cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1 đã được đưa vào khai thác tạm từ hôm nay 25 tháng 12. Hiện dự án vẫn còn một số hạng mục thi công chưa hoàn thành. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận yêu cầu các nhà thầu, đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh các hạng mục còn lại. Trong quá trình triển khai thi công các hạng mục này phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến chính cao tốc theo phương án đã được phê duyệt trước đây. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày hội du lịch tỉnh Vĩnh Long lần thứ 3 năm 2023 với chủ đề Vĩnh Long điểm hẹn phương Nam bước vào ngày hoạt động cuối. Các hoạt động quảng bá giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm du lịch của tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được đông đảo người dân, doanh nghiệp và du khách quan tâm tại hai điểm là khu vực bến cảng hành khách Vĩnh Long và quảng trường thành phố Vĩnh Long. Tại không gian sắp đặt nghệ thuật gốm đỏ khu vực bến cảng hành khách Vĩnh Long vẫn luôn là điểm đến được người dân và du khách chọn lựa với cảnh quan đẹp và độc đáo. Hơn 50 gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm du lịch, các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm ô cốp của 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh tại quảng trường và bến cảng hành khách Vĩnh Long tiếp tục đón khách tham quan, tìm hiểu và mua sắm. Năm nay thấy thay đổi rất là nhiều. Thế rồi hàng cũng đa dạng, các cái sản phẩm cũng ngon, đồ ngon cũng rẻ. Rồi trang trí của quảng trường mình cũng rất là đẹp.
Nên là tôi cũng cảm thấy phấn khởi, người dân của Vĩnh Long mình thấy thay đổi mỗi ngày như vậy là rất là mừng. Nhân dịp tôi về đây chơi thăm lại quê hương á, thì tôi đến gian hàng hội chợ Tết ở Vĩnh Long thì tôi thấy rất là vui, rất là phát triển. Và tôi nghĩ là Vĩnh Long tương lai sau này sẽ là phát triển mạnh, càng ngày càng mạnh hơn nữa. Thì trong dịp đi tham quan đây thì tôi cũng có mua một đòn bánh tét của Vĩnh Long, ủng hộ đặc sản của quê hương Vĩnh Long. Sau 3 ngày tổ chức, Ngày hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long lần thứ 3 năm 2023 đã diễn ra tất cả 6 trên 6 nội dung chính theo kế hoạch. Bên cạnh các hoạt động chính, tỉnh Vĩnh Long còn tổ chức xây dựng các tiểu cảnh, quảng bá đặc sản trái cây, sản phẩm làng nghề của tỉnh. Tổ chức các hoạt động văn nghệ đội nhóm phục vụ tại công viên phường 9 thành phố Vĩnh Long, thu hút đông đảo người dân và du khách so với 2 lần tổ chức ngày hội du lịch trước. Năm nay thì chúng tôi đã cố gắng tổ chức cái ngày hội du lịch với một cái quy mô, cái tầm vóc nó lớn dần hơn. Chúng tôi nghĩ là các cái hoạt động nó phong phú hơn, đa dạng hơn với sự tham gia của nhiều tỉnh thành và các tỉnh bạn để góp phần cho cái ngày hội nó thêm phong phú, đa dạng và thu hút nhiều khách. Theo báo cáo nhanh của ban tổ chức, đến chiều nay 25 tháng 12, Ngày hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long lần thứ 3 năm 2023, tỉnh Vĩnh Long đã đón và phục vụ hơn 35.000 lượt khách. Tối nay, tại quảng trường thành phố Vĩnh Long, ban tổ chức sẽ tiến hành tổng kết và bế mạc ngày hội. Theo Ủy ban Nhân dân xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, nước mặn nồng độ 0,8 phần ngàn đã xâm nhập đến địa bàn xã. Địa phương đang thực hiện các biện pháp ứng phó. Cụ thể, lần đo gần đây nhất vào chiều tối hôm qua, độ mặn tại dàm Bình Thủy là 0,8 phần ngàn, tăng 0,3 phần ngàn so với ngày trước đó. Còn tại dàm Thanh Lương và dàm Thanh Bình, độ mặn đo được là 0,3 phần ngàn, tăng 0,1 phần ngàn. Trước tình hình này, địa phương đã chỉ đạo người dân đóng tất cả các cống để ngăn mặn, bảo vệ vườn cây ăn trái, khuyến cáo nông dân không bơm nước trực tiếp từ dưới sông rạch để tưới cây, đồng thời phải kiểm tra độ mặn trước khi tưới. Xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm là địa phương thường xuyên bị ảnh hưởng khi nước mặn xâm nhập, và cây trồng chủ lực nơi đây là sầu riêng, rất mẫn cảm với nước mặn. Những năm trước, khi xâm nhập mặn diễn ra gay gắt với các vườn sầu riêng bị thiệt hại nặng nề. Năm nay dự báo xâm nhập mặn diễn biến phức tạp nên nông dân cũng như là chính quyền địa phương đã chủ động nhiều biện pháp để phòng tránh nhằm giảm nhẹ thiệt hại. Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm qua, người dân sinh sống trong tuyến dân cư ngập lũ ấp Thành Tân, xã Tân Thành, huyện Bình Tân phải đi lại hơn 10 km mới đến được trung tâm hành chính xã Tân Thành, vừa bất tiện vừa tốn kém. Trong khi đó, chỉ cần đầu tư làm chừng 3 km nữa từ khu dân cư vượt lũ này đến trung tâm xã Tân Thành thì đoạn đường đi lại của người dân sẽ được rút ngắn đáng kể. Vì vậy, người dân đã có ý kiến phản ánh vấn đề này trong cuộc tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội vào cuối tháng 11 vừa qua. Nhà ở trong tuyến dân cư vùng ngập lũ ấp Thành Tân, mỗi lần muốn đi ra Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành để làm thủ tục hành chính, gia đình ông Quỳnh Bá Hồng phải đánh một vòng hơn 10 km từ nhà đi qua thị trấn Tân Quế, xã Thành Lợi, xã Thành Trung, rồi mới đến được Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành. Nhiều hộ dân ở đây có chung tình cảnh tương tự. Đi xa thì nó cũng hơi tốn kém, mất thời gian. Ra nhà nước đầu tư làm cái đường này cho bà con đi cho nó thông đường gần cho nó thoải mái hơn. Hiện bây giờ thì đi vòng cái ngã ngoài kia nó xa hơn, vòng xa chừng cả chục cây số à. Tại vì mình đi chạy vòng ra ngoài nữa, muốn cho bằng cái đường lộ cho nó đi cho nó gần vậy đó. Đi xã Tân Thành khám bệnh hay là làm giấy làm tờ gì đó xa quá à. Mình muốn đi đặng vị đường nó lưu thông cho chậm, đặng cho giảm chi phí của bà con. Bà con người ta cũng đỡ. Tôi cũng mong muốn chính quyền địa phương đây làm con đường là cái đoạn lộ này đi cho đây vô ủy ban xã cho nó gần cho dân rồi đi cho nó thuận tiện hơn. Còn đối với những hộ dân ở cuối tuyến dân cư này thì việc kéo dài tuyến đường trước nhà kết nối với đường tỉnh 908 tới trung tâm hành chính xã Tân Thành là niềm mong đợi của nhiều hộ gia đình nơi đây. Lợi ích cho cô bác ở đây là trong khi là người ta chở ngò, chở đậu bắp rồi đó thì nó nào ngay người ta thuận tiện. Cũng do cái bị tháng nước là tháng mưa đó là cái đường này nó sình không à. Đi nó thục sình đi không được. Nếu mà làm được cái đường này vậy là cô bác là cũng mừng lắm.
mua bán đồ, người ta chở đồ hàng nặng rồi đó, nó tiện. Tôi thấy cái nguyện vọng của bà con làm cái tuyến đường này nó rất là chính đáng. Rồi cái thứ nhất là cái vấn đề vận chuyển giao thương hàng hóa của bà con nó được thuận tiện. Cái thứ hai đó thì những bà con xa mà đi làm ruộng đó thì đi cũng gần. Cái thứ ba đó là bà con mà đi đến cái trung tâm xã để làm các cái thủ tục giấy tờ về thủ tục hành chính đó, nó cũng thuận tiện. Từ thực tế cho thấy, nhiều tuyến đường kết nối từ các ấp vào đường tỉnh 908 ở các xã Nguyễn Văn Thảnh, Mỹ Thuận, Tân Hưng đã thực sự phát huy tác dụng. Vì vậy, người dân xã Tân Thành rất mong các cấp có thẩm quyền xem xét làm sớm tuyến đường để người dân không còn phải đi vòng hơn 10 km mới đến được trung tâm xã như hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, khoai lang được xem là một trong những sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện Bình Tân cũng như của tỉnh Vĩnh Long. Và mới đây, loại nông sản này đã được chọn làm nguyên liệu chính tại hội thi ẩm thực và trưng bày quảng bá sản phẩm khoai lang Bình Tân. Qua bàn tay khéo léo của các đội thi, hơn 100 món ăn đã được tạo ra từ khoai lang và xác lập kỷ lục quốc gia. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh về các món ăn hấp dẫn và độc đáo này nhé. Việc xác lập kỷ lục 100 món ăn từ khoai lang không chỉ giúp nâng giá trị của loại nông sản này, mà còn góp phần quảng bá về sự đa dạng phong phú trong nền ẩm thực của tỉnh Vĩnh Long nói riêng và Việt Nam nói chung tới người dân trong nước lẫn du khách quốc tế. Và đến đây chương trình thời sự tối nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.